Thưa quý vị, sau thời gian dài thưa khách, đêm nay hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt tại Đà Nẵng đã hoạt động ổn định trở lại. Theo đó, lượng khách sử dụng xe buýt công cộng trung bình trên lượt xe tăng gần 20% so với năm 2021, ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Trong vai là hành khách đi xe buýt vào ngày cuối tuần, chúng tôi lên xe tuyến R16 Kim Liên, Đại học Việt Hàn. Trên xe tuy không đông như những ngày thường nhật, nhưng các ghế ngồi đã kín chỗ. Với giá vé là 6.000 đồng một lượt, với các điểm dừng đổ đúng thời gian lịch trình, nên nhiều người dân đã chọn phương tiện đi xe buýt để đi lại. Dạ, về chất lượng phục vụ thì con thấy nó tốt ạ. Lên xe thì có điều hòa, nhân viên thì rất là nhiệt tình cởi mở. Nói chung là vì ở đây Kim Liên mà vì trong quê đóng dỗ, nhưng mà vì đây vì thấy là đi xe buýt là rẻ và an toàn, và cũng có máy lạnh với đồ cũng mát mẻ. Hàng ngày con đi học ở bên trường FPT và con chọn chuyến xe buýt này là vì nó tiện lợi, với lại nó giảm chi phí đi lại của con. Đi tuyến đường xe buýt này là thuận tiện, em qua buôn bán quận 3. Tuyến đường xe buýt này đi nói chung là cũng thuận, giá phải chăng rẻ, nói đúng giờ đúng giấc. Xe thì đi cũng chất lượng cũng tốt. Nhân viên xe buýt cho biết, khi dịch bệnh tạm thời được khống chế mà hoạt động trở lại bình thường, thì lượng người đi xe buýt tăng đáng kể. Trong tháng 11, riêng tuyến R16 Kim Liên, Đại học Việt Hàn này vận chuyển gần 55.000 lượt khách. Các tuyến còn lại tăng hơn 6% so với tháng trước. Hàng ngày thì tuyến xe buýt này rất là đông khách, nhất là giờ cao điểm. Vậy cũng mong muốn là những thêm xe đồ để cho học sinh, sinh viên đồ đi, để cho mọi người tiện đồ cho. Tuy nhiên hiện nay các tuyến xe buýt chạy trong nội thành phân bổ chưa hợp lý, nên còn gây khó khăn cho đối tượng tham gia giao thông bằng phương tiện này, do trạm dừng xe buýt chưa hợp lý và khá xa, nhất là đối với người lớn tuổi. Mà hiện tại trừ những tuyến xe buýt thì em thấy cái tuyến 16 này là lộ trình nó hợp lý nè, với lại tuyến 17, còn những cái tuyến kia thì nói chung là cái lượng khách hơi ít so với cái tuyến 16 với lại 17. Nhưng mà nếu như mà thành phố mà có thay đổi gì thì em chỉ kiến nghị là thay đổi lại cái lộ trình hợp lý một chút, với lại cái những cái nhà chờ, với lại những cái khảo sát lại có những đoạn rất là xa, khách họ đi không tới được vì họ đi bộ xa quá, họ không đi được. Mà nhiều khi khách đó cũng xa quá, họ đi bộ không, nhiều người già họ đau chân đau cẳng rồi đó, là họ không có đi được, là họ bị mình thả giữa đường nhưng mà mình không có thả được. Đại diện Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu Giao thông và Vận tải Công cộng thành phố cho biết, năm nay Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các giải pháp như bố trí hợp lý các điểm dừng, nhà chờ, ra soát lắp đặt thêm các bảng thể hiện thời gian thực xe buýt, kiểm tra giám sát vi phạm về hạ tầng xe buýt và phát động phong trào kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt. Sắp đến, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu nhu cầu đi lại của người dân để điều chỉnh lộ trình hệ thống xe buýt cho phù hợp hơn nữa, và tập trung thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, góp phần vào giao thông đô thị văn minh, hiện đại.